Chào các bác nhá. Hôm nay em đang ở trên Sài Gòn, đang ở một cái cửa hàng chuyên bán về biến tần các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu mua biến tần thì em sẽ để cho bác cái số điện thoại để các bác liên lạc các bác mua nhá. Hai biến tần này em không có bán. Đấy, đây là từ thực em đâu có biết gì về biến tần đâu mà bán. Đấy, đủ các loại biến tần nhưng từ to đến nhỏ cả 100 kW cũng có nhá. 110 này, 380V một thùng khổng lồ này. Đấy. Đây này, rất là nhiều biến tần nhá. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua thì từ biến tần nhỏ nhất là 0.2 là tương đương 200W nhá. Thì bác cứ hỏi giá đi, cũng như giá em mua thôi. Tại vì là em không có buôn bán nên là em cũng đã đi mua lẻ thôi, nhưng mà thấy nó có rất nhiều loại, có thể những các bác nào cần. Đấy. Thì có thể liên hệ mua, thì em đang mua những cái biến tần để bán theo mấy cái quạt của em á. Đấy, mua dùng các bác. Biến tần đây này. Nhiều loại lắm các bác ạ, đủ các loại biến tần nhá. To, nhỏ. Có hết đủ các loại hãng luôn, 220V và 380V có hết bác nhá. Không thiếu một loại nào hết trên đời nhá. Nói chung là cửa hàng này bán biến tần, nói chung là tất cả những cái đồ điện các bác nhá, liên quan đến công nghiệp thì các bác mua là có hết, không thiếu một cái gì đâu. Thì vậy tí em sẽ cho các bác một cái số ở trên tiêu đề để bác liên lạc mua nhá. Em thì không có trực tiếp bán cái này thì em sẽ không có bán lời làm gì cái này cả, tại vì em không có dành. Thì em sẽ cho các bác số điện thoại để các bác mua. Đấy. Đây này, có cái sợi dây này, nó nhỏ này. Bán như 150-160 một ký gì đó. Bác nào mua về làm cái gì thì làm này. Dây này chịu tải của nó là 600V nữa bác nhá. Và nhiệt độ là 125 độ C. Dây rất là khủng, có hai màu. Quạt nhỉ. Đấy, nhưng mà quạt trong này mắc tiền lắm, đảm bảo đắt tiền hơn em bán hết, không có rẻ đâu. Tại vì đây là đúng cái kiểu điện công nghiệp mà. Đó, có thấy không? 7.5, 5.5, 7.5 kVA, nhiều loại đó. Em quay cho bác sơ sơ, các bác có thể nhìn thấy cái gì thì các bác có thể alo cho chủ cửa hàng nhé. Đấy, nhân tên là Tú. Đây. Rất là nhiều thứ các bác nhé, điện công nghiệp đủ các loại. Đây. Cái này nói chung là bác nào dành thì nhìn là biết thôi, còn em không biết cái này gọi là công suất hay là cái gì em chả biết nữa. Nhiều lắm. Nói chung là những cái đồ điện công nghiệp thì các bác cứ alo là có hết nhé. Đây này, có biến tần khổng lồ nằm trong này này. Đây, cái này là cái gì này? Đó, em không có dành. Bác nào nhìn người biết thôi chứ em không biết nó là cái gì. Đó, bác nào có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp cho cửa hàng mua nhé. Em chẳng có giấu nghề làm cái gì đâu các bạn. Bác nào thấy hợp lý thì mua thôi. Nhiều bác có thể nghĩ em bán biến tần có lời, em không có lời đâu bác ơi. Biến tần em mua bao nhiêu em bán bấy nhiêu các bác đó. Tại vì em chỉ bán cái quạt của em thôi, thì biến tần thì em đâu có liên quan đến nó đâu. Em mua để em bán theo cái quạt giúp dùm các bác thôi. Nhiều khi các bác mua không được biến tần thì em mua em sẽ test theo cái quạt luôn rồi. Đó, thế chạy ok theo quạt luôn rồi. Đó, đó biến tần, cái cửa hàng rất là rộng các bác nhá, to vật vã luôn. Rồi, xin chào các bác nhé, cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Thì em sẽ để số điện thoại trên tiêu đề nhé, để bác liên lạc theo cái số điện thoại chủ cửa hàng nhé, biến tần các loại. Đây là lên như các bác, để các bác tất cả mọi miền tổ quốc có thể mua được hàng bãi. Đây là tại Sài Gòn nhé. Đó. Thì vẫn có ship hàng toàn quốc ấy, nhưng mà ở đây mà bán thì các bác phải chuyển khoản trước đấy chứ. Tại vì người ta chỉ bán ở đây là chính thôi, chứ không có bán ở trên mạng mấy đâu. Đó. Nên là các bác mà mua các bác phải chuyển khoản đấy, trước khi các bác muốn mua thì các bác lưu ý trước nhá, chắc chắn là phải chuyển khoản, tại vì là không có quen biết gì cả
nên là các bác phải chuyển khoản trước, người ta mới gửi hàng cho bác đó. Rồi, xin chào các bác nhé, cảm ơn các bác.